Nhưng mà coi coi có lủng không á nha, nếu mà để ướp thì coi có lủng không á nha. Tôi nghĩ lấy cái bịch dưa hấu á. Cái bịch này nó cứng không? Nhưng mà cái bịch dưa hấu dơ. Không, bỏ cái bịch này vô cái bịch dưa hấu, bỏ hai trái dưa hấu ra. Bỏ cái bịch dưa hấu là có hai bịch. Cái thắng ra đứng chì gió rồi. Không đứng nó té tao. Dạ. Có ai gan đi mà. Mấy mắt gì? Đủ mấy, thấy không? Ngược gió thổi vô tao nè. Ê, bịch dưa thôi. Rửa chủ yếu rồi muốn hỏng máu me này cái thứ thôi chứ làm sao mà rửa mà sạch trơn được. Bất ngờ chị bà già đi đây sạch dơ khiến chịu. Thế nào qua quay phim bóc phốt lại ha. Tao đang quay nè. Mày mất dạy đi. Mất dạy đi. Chơi cái trò đó đi. Tao đang quay nè. Đâu cần đứa nào đâu, mình tự bóc phốt mình luôn mà. Cháy từ trong có cháy ra chứ. Nhưng mà mày hồi để mày nướng liền mà hồi hết luôn đi. Một hàng đứng đây. Bên. Cái gì? Liên quan đến gì? Mày tao che gió. Mày hồi đi, mày cứ hồi đi. Không văng cái lượt cái tia lửa văng ngược cho tao nè. Vô trong thí dụ mày đứng bên đây nhưng mà cái tay mày bên đó thì không nhẹ chỉ thôi, cái có mấy cục than chưa cháy thôi, cục than dưới cháy rồi kìa, chỉ cái cục than trên thôi. Đúng rồi, văng rồi tao văng tao có quán hàng đứng đây đi, gió nó thổi ngược tao. Hello các bạn, hello everybody. Mà chữ lộn dữ vậy trời. Tao có cái chân kìa, có thể nào lấy cái chân cái mình để vậy thôi không? Cái chân mà cái chân kẹp điện thoại. Có chân luôn á. Kẹp chân điện thoại. Tao có chân kìa. Mày lấy cái chân thôi mà mình cứ làm. Muốn làm gì mà làm mắc gì phải ngồi rảnh vậy không? Dư hơi quá. Nam bá chuyện sầm nách. Gỗ tao tưởng nó lấy cái chân. Con này. Có ở mà thôi nghỉ. Ê sao mặt khẩn hờ vậy? Trời ơi. Quay xuống cái hạch đi. Nhìn lọc cái gì mấy gì kìa mà cung cung nội trong nhà rồi đó. Ủa mà mắc cái gì? Sống tao dài quá. Mày lại dài quá mày. Nó gớt. Mẹ lọc nó ăn trúng miếng gì hay sao? Ủa sống chắc cũng lý. Đưa đây. Cắt đây, cắt đây. Cắt đây. Trời ơi, ba dục cái lên vậy luôn hả ba? Rồi xong nó gớt. Lụm lên. 5 giây không sao đâu. Mẹ. Được đâu. Không sao đâu. Lo bình nước cho dễ rửa ha. Ê, con này đau ha. Con này đau ha. Bởi vì bà nó khoát không hả? Má mùi quá mùi. Nó còn ăn nhanh nhanh đi bình ơi. Cho ăn nhanh nhanh đi. Thay vì mình ăn chậm thì mình ăn nhanh lên. Đây, review thịt. Có lấy nét không vậy?
Chịu thịt nè mọi người. Sợ luôn sao á. Không hiểu. Mày có cái quạt á. Kia nướng quạt hay kia. Đây, muối ớt đỏ của bạn mình. Không, cái muối này là muối, bột ngọt với lại tiêu hơn chứ không làm gì. Không mà. Cái này là gì? Của mày. Ai biết của mày mà mày hỏi tao. Ngon không? Ngon. Cũng được. Được, để cục đó có đậy được, không có đậy được cái miếng dĩ lên Thắng ơi. Đập đi. Mẹ lấy cái chạy này đạp. Để xuống đất đi. Để ngoài đây đi. Ừ rồi. À, để xuống đây. Dọn nó. Đây, hiện trường sau khi ăn giúp nữa vô, buổi. Ăn nữa buổi. Ủa giúp được. Giúp tự kiếm cái gì ra là tôi biết. Đó, hiện trường ăn nửa buổi nè. Mình kỳ thị mấy người sẽ tan. Ăn nướng vậy thôi chứ mình kỳ thị với người phải. Không có kiện ngày đang có thịt no rồi đó tụi bây. Ê, nhưng mà nó vô nước. Nó vô nước. Ta không có cái cây chống nước. Ý là ngược bên lại, một bên. Mình phải quay xì vậy nè, như này nè. Ôi cái tay cũng ác luôn. Bây giờ tao ơi đâu. Nè nè, để làm lại nha, mình nè. Sao mày tao không thao hết mà. Cắt dưa mà gung phải cho chữ không? Đúng rồi. Nhiều dưa nha mọi người. Dưa à? Mà nó còn ngon mà cũng ngọt hơn. Ngon mà. Hello mọi người. Mình đang đeo kiếp mát nè. Nếu thấy gì nữa không? Mẹ nó tối nhiều tiền đồ của chị nào đó luôn mà. Thì ta đeo kiến vô để trong để đường rồi đó. Còn kiến của mình đeo vô. Nhắm mắt hay mở mắt gì nó không như nhau luôn. Mù mờ lắm. Tương lai mờ mịt lắm. Đưa cái này mình vô đi. Ủa sao giờ không mấy kìa ạ. Thế là đeo chụp hình mấy clip. Mấy clip mày bả rồi chết. Okay. Làm sao để hấp này.